Tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng và kịp thời tháo gỡ những khó khăn để tạo điều kiện cho sự phát triển lớn mạnh của cộng đồng doanh nghiệp. Đây là khẳng định của lãnh đạo tỉnh tại buổi gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 vào chiều qua. Tham dự buổi gặp mặt có ông Lê Trường Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng đại diện 300 doanh nghiệp tiêu biểu trong tỉnh. Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Tuấn Anh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Thừa Thiên Huế, đã ôn lại truyền thống Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Đội ngũ doanh nhân trong tỉnh ngày càng trưởng thành và có nhiều đóng góp trong tiến trình phát triển của tỉnh. 9 tháng đầu năm 2017 có thêm gần 500 doanh nghiệp đăng ký mới, tổng thu ngân sách ước đạt trên 5.048 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 13.530 tỷ đồng. Chia vui với những doanh nghiệp doanh nhân Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Cao ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của doanh nhân trong phát triển kinh tế xã hội. Với mục tiêu tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, huy động cao nhất các nguồn lực xã hội, năm 2017, tỉnh tiếp tục xác định là năm doanh nghiệp, năm kỷ cương, kỷ luật hành chính. Theo đó, tỉnh ưu tiên nguồn lực cho đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế. Lãnh đạo tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp ngành thực hiện các biện pháp để giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, thay đổi tư duy và tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh mong muốn doanh nghiệp doanh nhân luôn đổi mới, nâng cao năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu để kinh doanh có hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế chung của tỉnh Thừa Thiên Huế. Dịp này cũng đã ra mắt câu lạc bộ doanh nhân nữ tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiệp hội doanh nghiệp trao 10 suất quà, mỗi suất là một chiếc xe đạp cho các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi của xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy và 50 suất quà cho người nghèo.